cả nhà có khỏe không? Mọi người cố gắng vượt qua đại dịch để mãi mãi còn gặp lại nhau nha. Hiện giờ thì mình đang ở trong tâm vùng dịch, ở đâu thì ở đây. Mấy ngày nay mình cũng hạn chế làm video cả nhà. Mấy cô mấy chị đang đi trên bãi là chờ thúng vào để gỡ cá tiếp cả nhà. Mấy chú cúm này cũng ngóng ra biển chờ chữ của mình về, dễ thương quá. Nếu chúng ta nói đến nghề đánh bắt thủy sản bằng thúng thì ở Phú Quốc có hai cách đánh bắt. Một là thúng đi lưới gần bờ, hai là thúng đi mực lá ngoài khơi. Và cả hai nghề này thì họ đều sử dụng thúng đương bằng tre, chứ họ không sử dụng thúng comorit nha. Thúng tre thì có độ đàn hồi rất là lớn, sẽ không bị sự cố nha các bạn. Này cũng kiếm hơn 10 kg mà. Không nhiều quá đây. Cái gốc. Ơi, cua đá ngon quá đây. Qua mấy anh ta đi gì này. Mực nàng to quá. Wow, trời có mực lá to rồi. Mực không hết 500 ngàn này. Giờ nó không đủ thứ hết luôn ha. Lưới này có màng không? Có. À, lưới mạng mới dính nổi mấy mực chứ. Mực nàng quá trời. Ở Phú Quốc mà những ai có chiếc thúng như thế này ra biển thả lưới chỉ trong vòng 5 tiếng đồng hồ vào thì kiếm 1 triệu không có nha cả nhà. Đủ thứ còn thêm còn gì hết. Cái đất Bình Thuận coi như biển Bình Thuận mà dân ăn cá nóc vàng là dữ nhất, lúc trước nó chế biến làm khô nó bán không đó. Khô quá. Bắt đâu em bắt à? Nó bán cho lên vùng cao đâu biết cá gì ngon quá mua ăn cũng có chết một số người đó. Bắt đâu em bắt? Làm không? Bận công phu lắm. Tại vậy không đốt bữa không nướng. Em chưa có dám không ăn trước em mới dám ăn. Cho chó ăn thử trước coi. Trời ơi nướng ăn tôi nướng hoài chứ hả mà. Muốn ăn bảo đảm thì coi như lột da bỏ và bỏ hết coi như là cơ quan nội tạng coi như là độc độc tố nó ở trong cơ quan nội tạng với da không à. Có anh nữa này thịt trong thì không ra. Trời bữa nay đổi đồ nhìn đi sướng nhìn không ra. Có anh thì ba anh em làm anh dĩa đi làm chị. Bắt đi. Mực nàng như mực lá chắc cũng 500 ký quá. Một con. Nè em. Ba em. Còn nào nay có ký ký không?
mực không gần triệu rồi. Có đâu. Có không? Bữa nay mà mực lá là cái nhiêu? Quá 100 mấy à, lúc khoảng 200 mấy là giờ nó sụt rồi. Cũng gửi mà, mấy ngày này nó mua vô thì mua rẻ, nó bán ra là bán lại mắc. Đọc lọc nhiêu đó chứ. Mang này có 100 ngàn chứ nhiêu. Ồ, rẻ quá. Bởi vậy. Người dân lao động trực tiếp nhưng mà cũng chịu thiệt rồi. Mình đi làm cực mấy con nhỏ ngồi chỗ nó bán nó lời ngon hơn. Nghĩ gì nữa, buôn bán là số 1 rồi còn gì nữa. Chỗ nó bán lại chứ. Ủa cái con đó sao nó màu đấy, khác màu. Lá, con này một lá. Lá. Trời ơi, khu rẻ gì nhóc vậy đó hả? Quá trời luôn. Nhìn bao quỷ của bánh. Hàm mê thiệt nha. Mấy này thấy không có nhiều điện. Con đó con nhà, cúm.